Bởi vì bạn không thể chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc một trận thật lớn. Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể... Kính thưa quý vị, con người nếu không có tiền, ngay cả bạn tốt, anh em bạn bè đều sẽ xa cách. Đây chính là sự thật. Con người sống trên đời mà không có tiền, rất ít người chịu giúp đỡ bạn, còn chê cười bạn thì lại rất nhiều. Đây chính là sự thật. Con người sống mà không có tiền, những người vây xung quanh bạn quay đầu một cái liền chẳng thấy ai. Điều này sẽ cho bạn thấy rõ lòng người ra sao. Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào. Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu. Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi, chỉ có vài triệu một tháng mà phải lo trả tiền nhà trọ, điện nước, phí sinh hoạt, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng. Bởi vậy vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền, không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quý, cũng chẳng phải là để hưởng thụ, mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân trong gia đình rằng, mọi người hãy yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn. Câu chuyện sau đây sẽ vén bức màn bí mật của đồng tiền. Kính mời quý vị cùng chiêm nghiệm và đánh giá. Năm đó bạn 23 tuổi, lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái gặp bố mẹ. Thực ra trước đây bạn từng chat video với họ, nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng. Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện. Đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính. Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng? Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói. Con rể ông Lưu nhà hàng xóm vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách đó. Bạn không biết nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói, tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng. Sau đó không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về. Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài nhẹ nhàng nói câu chia tay. Cô ấy bật khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác. Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Tình yêu không kèm theo vật chất, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi. Quả thực trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Năm bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được cho mình một ít của cải riêng. Trong 3 năm này, bạn đi làm việc ở thành phố tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn ký được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng. Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi. Bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà. Mỉm cười đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà, bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này. Nhưng khi bạn đến giá cả, bạn lặng người đi, giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn. Bạn về nhà quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt phây đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý. Lúc này bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất. Nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Cuối cùng bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ. 3 ngày sau,
mượn ngược mượn xuôi, bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi ký hợp đồng mua nhà. Thời khắc đặt bút ký lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống. Trước 4 tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại. Đó là do bị ép xin nghỉ việc. Tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía Bắc mà không có bất kỳ thông báo nào trước đó. Sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp. Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới từ miền Bắc bôn ba vào Nam. Bạn đột nhiên phát hiện sau 30 tuổi công việc càng tìm càng khó. Nếu không phải tiền lương quá thấp thì lại yêu cầu cực kỳ khắt khe. Không những thế, bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường. Lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị ngã ngựa bất kỳ lúc nào. Thời gian trôi đi nhanh quá, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác, sống một cuộc sống bình yên phẳng lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quỹ đạo của nó. Còn bạn lúc này 3 tuổi, đã đến lúc phải đi nhà trẻ. Bạn có hai lựa chọn, dưới nhà là trường song ngữ tư thục, hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó là một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ. Trường thứ nhất mỗi tháng là 5 triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai chỉ cần 2 triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều. Bạn ngồi trước máy tính dành cả một buổi tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em. Bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ rằng, chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi. Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước công ty tiến hành điều chỉnh chức vụ, bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức ở chỗ mới. Từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều chỉnh đến bộ phận mũi nhọn của công ty. Công việc bận đến mức không có thời gian để thở, mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít. Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình. Bạn cũng không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chỉ ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển. Lại thêm 3 năm nữa, tất cả mọi việc đều theo hướng thuận lợi phát triển. Bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình. Đợi bố mẹ về hưu rồi, bạn sẽ đón họ đến ở cùng mình. Nhưng sáng sớm mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quyết được. Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố để chăm sóc. Bạn tin rằng ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia. Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sĩ, khoa học kỹ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục. Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kỳ áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ. 2 tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện, bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện. Ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lý trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi. Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có 3 tiếng, hôm nay bạn lái xe hết 6 tiếng liền. Bởi vì bạn không thể chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc một trận thật lớn. Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ bạn lại già nhanh đi như vậy. Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn có lẽ sẽ không vất vả như vậy. Có người đã từng nói, con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo. Hay tác giả Vương Nhị Đức từng nói, lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào. Cho nên trong lúc còn trẻ đừng ngựa non hau đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền nhiều hơn. Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quý, cũng chẳng phải là để hưởng thụ,
mà là bởi có một ngày bạn tự tin nói rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.